Thưa quý vị và các bạn, vào hồi 20 giờ đêm qua, bão số 3 có tên quốc tế là Ma'on hay còn gọi là Yên Ngựa đã đổ bộ trực tiếp vào đất liền ven biển Đông Bắc Bộ Việt Nam. Tâm bão khi đổ bộ được xác định ở bãi biển Trà Cổ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Trước đó thì bão số 3 đã đổ bộ vào bờ biển Quảng Đông Trung Quốc với cường độ cấp 11, giật cấp 14. Bão đã có từ 5 tới 6 tiếng hoành hành đất liền Trung Quốc, di chuyển từ Quảng Đông sang Quảng Tây. Tuy nhiên sau đó thì bão số 3 đã bất ngờ đổi hướng Tây Tây Nam đi xuống Bắc Vịnh Bắc Bộ và duy trì hướng này cho đến khi đi vào Quảng Ninh. Đây là cơn bão thứ hai đổ bộ trực tiếp vào nước ta trong năm 2022, cũng là cơn bão thứ hai liên tiếp đổ bộ vào Quảng Ninh trong tháng 8. Sau khi đổ bộ, trong đêm qua, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trong sáng nay, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Từ đêm qua, hoàn lưu của bão số 3 đã khiến cho các tỉnh Bắc Bộ có mưa lớn trên diện rộng, với nhiều nơi có mưa to đến rất to và dông, kèm theo gió giật mạnh. Dự báo mưa sẽ còn kéo dài đến hết ngày hôm nay với lượng phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm. Do mưa lớn dồn dập tràn về trong thời gian ngắn, nên trên thượng lưu các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu các sông từ 2-5m, hạ lưu là từ 1-3m. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại các tỉnh thuộc khu vực trũng thấp ven sông, khu đô thị. Do có mưa nhiều nên thời tiết Bắc Bộ khá là mát mẻ, mức nhiệt phổ biến từ 29-31 độ. Từ ngày mai 27 tháng 8 thì mưa lớn sẽ bắt đầu giảm dần. Với miền Trung, hoàn lưu của bão số 3 cũng tác động và gây mưa dông cho khu vực phía Bắc là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong đó khu vực tỉnh Thanh Hóa là vùng chịu tác động mạnh hơn cả nên sẽ có mưa vừa mưa to với lượng từ 50-100mm. Còn tại Nghệ An, Hà Tĩnh thì có mưa nhưng lượng không lớn, từ 10-30mm. Nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh Bắc Trung Bộ chỉ từ 29-31 độ. Trong khi đó, các khu vực khác của Trung Bộ trong ngày vẫn có nắng, mức nhiệt phổ biến từ 32-35 độ. Ở phía Nam, dưới tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh, vì thế trong hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ trời có nắng gián đoạn. Đến chiều và tối thì mưa lại xuất hiện ở diện nhiều nơi. Trong đó, khu vực phía Nam của Tây Nguyên và hầu khắp các tỉnh Nam Bộ là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 27-30 độ, còn tại khu vực Nam Bộ, ngưỡng nhiệt là từ 29-32 độ. Dự báo cũng từ ngày mai 27 tháng 8 thì mưa dông sẽ giảm dần. Trên biển, sau khi bão số 3 đổ bộ thì dự báo trong những ngày cuối tháng 8, ít có khả năng xuất hiện thêm xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Trong khi đó, thì Trung tâm Khí tượng Hải quân Hoa Kỳ GFS lại đưa ra nhận định bão hình thành muộn hơn trong khoảng ngày 5 tháng 9, sau đó di chuyển theo hướng Tây Bắc, tiến vào khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 trong ngày 8 tháng 9, rồi đổ bộ vào đất liền Trung Quốc. Tuy nhiên, trên đây mới chỉ là dự báo xa, độ chính xác không cao, vì vậy vẫn cần theo dõi thêm trong thời gian tới để khẳng định chính xác.